Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một clip mà mình sẽ trải nghiệm cái chế độ súng shot tới bình minh cùng với cả Tony, và hai anh em mình sẽ mặc hai cái bộ đồ mới luôn để trải nghiệm cho anh em. Một là bộ đồ phù thủy, hai là bộ đồ sắc ướp nữ anh em ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cố gắng nhảy xuống khu vực trường học. Đấy, đây là một chế độ khá là thú vị đấy, anh em có thể gọi là trải nghiệm chơi để giải trí sau những trận canh, sau những cái trận ranh mà nó gắt quá. Anh chả thấy ai bay cùng cả. Có một team nhảy chung cư đấy anh ấy. Ok. Một team nhiều nó kiểu nó xé lẻ người ra ấy. Anh ấy cho em nhảy chung cư này. Ok. Kêu nhảy. Ô thế đúng lại em đừng tắt mic thì sao được. Anh có tắt mic đâu. Em bảo nhảy chung cư mà. Thế á, anh không nghe em thấy. Nghe gì cả. Để. Đây qua liền. Tới liền. Anh xuống đi, em có súng rồi. Đây rồi, anh cũng có súng rồi. Anh nhặt được con dao để xỉa zombie rồi này. Dã chúng nó em ơi. Con dao đấy không bắn được zombie đâu. Không xỉa được zombie á. Ô kìa. Nhờn với chúng tôi này. Rồi. Chỗ anh bắt được một thằng rồi nhá. Okay. Em bắt được một thằng rồi. Không biết nó có đồng đội hay không. Bỏ ở đâu rồi không biết nữa. Chạy với chúng tôi này. Hai. Cho anh có người. Thêm một thằng nữa này. Chơi. Thanh niên nào ở ngoài kia mà táp ghê vậy? Gọi à? À, đang bắn bot em ơi. Thanh niên đang bắn zombie em ơi. Bot sao ấy? Thằng bot sao ấy? Bot hả? Cho em clear chưa? Ui. Mà chưa, anh nghe có một thằng nữa, có một thằng nữa. Em nghe thấy tiếng không? Có, trên ngay trên đầu. Ok. Anh thấy thằng này nó cứ kiểu mùi thế nào ấy. Đó, nó đi lấp rồi này. Như anh ấy. Nó nấp rồi này, đậu không? À rồi. Người em ạ, nó bị con zombie vồ xong nó đứng nó cứu thằng bạn nó hay sao ấy. Ngon. Rồi xong rồi đúng không? Nhàn nhỉ. Nhàn. Đi kiếm quá anh ạ. Ờ. Anh vừa bắn được cái con bò ấy. Cái anh giàu lắm rồi. Mà anh quên cái tính năng của con boss này rồi, không biết là nó bắn như thế nào đây. Vã bắt đầu nha anh nhá. Ui, bot yếu quá. Bot này bị lép sức mạnh à? Vãi lồi à? Bot bắn sát chết mẹ luôn. Bot chán đời vãi lồi. Này X6 đây. Chán nhờ. K98 X6 đây. Có súng máy em kìa. Đây có khẩu gatling gun ở đây này. Em không nhặt đúng không? Thế anh nhặt nhá. Không. Cái khẩu đấy. Thôi anh bắn lắm. Ờ được rồi, để anh cầm. Tí thằng nào đến anh xấy cho nát người. Đi kiếm con xe chứ hả? Đi trên đường có xe. Ok. Em tưởng map này không có xe. Map có xe mà.
Đây này, ở trong rooftop cái chỗ này có cái nhà xe này, tội gì mình phải đi đâu xa. Gì? Kiếm con xem bọn nó đang làm gì. Nó xa được bay. Ờ. Thế thì có khi trận này nó nhảy hết vào Poliana rồi. Chỗ đây nó nhảy gần hơn Poliana. Ừ. Mẹ, anh tưởng con dao này thần thánh thế nào. Cô người. Có xe hay sao? Có xe. Ui, có hẳn UAT luôn. Ui, nhà xe đấy rồi. Mình ra đây rồi. Vãi rồi. Ui, đâm zombie bay vãi cả trưởng ạ. À. Tí lấy mẹ xe đâm zombie nhỉ. Ui, xe ấy sang quanh ấy. Ờ, đúng rồi. Xe nào cũng biết sang hay sao ấy. Bắn gì đấy? Này thì bắn với chúng tôi. Đúng rồi, chết chắn. Cái tiếng chân bây giờ nghe nó loạn quá, chả biết là người hay là bot ở đâu nữa. Hình như thằng này đi lẻ mà. Có mình nói sao á. Đi anh nhá. Đi. Ở đây có con xe mới này, Tony đi. Lấy xe mới cho nhiều xăng. Đây. Nhưng mà đâm zombie cũng mất máu mà. Chứ không mất máu đâu. Mình cũng mất máu á. À, mất máu xe á. Rồi đi đâu rồi? Để anh chạy về hướng Poliana anh. Chạy về hướng Poliana à? Ok. Xe này ít xăng lắm, sợ không dìm tới được nơi ấy. Đằng sau có người kìa, quay lại không? Có tiếng ấy, có tiếng nó gọi. Anh nghĩ là ở trong khu nhà đấy. Đây, trong khu này này. Đó. Má, con bot nó đuổi khiếp thật. Kinh quá à. Cái map này tởm quá. Em ơi, xe mới. Ui. Đợi, anh đâm một phát vào cái con béo ấy, nó dính vào tường, kinh vãi trưởng. Có thằng bị cào chết nữa kìa. Đây rồi. Hay quá. Vẫn đang bắn miệt mài lắm em ạ. Vẫn đang bắn boss đấy. Hết rồi, trời sáng rồi. Đi. Đợi. Lắc quá, trời ơi. Rồi, một thằng. Nó đang chuẩn bị cứu bạn đấy. Thằng trên cùng. Rồi. Đấy rồi. Cái gì nhỉ? Ừ. Mỗi hai thằng ta. Lát quá, em có bị lát không vậy? Em bình thường, em ping 40 mà. Anh rút quả bom mà rút mãi không ra. Ốp kìa em. Ui, súng phun lửa này. Đậu phộng.
còn con bot nữa mà. Hai ốp ở đây. Còn một con nữa. Đây đây còn đây. Con nữa vẫn sống kìa. Hình như bọn nó không đi săn hay sao á. Bọn nó không săn bot em ạ. Cả cái map này hình như có mỗi mình anh em mình đi săn hay sao á. Chán thế. Này, bắn đi này. Ui dồi ôi. Ui. Bot nó cứ tốc biến hoài vậy. Ui, có cả rocket luôn này. Ui, vai cả nồi. Đi nhờ. Giờ vẫn có một bot luôn. Rồi chả biết làm gì nữa. Anh cầm súng có lửa. Gắt đi gắn. Ok ok, bắn mình chưa? Bắn mình đi em. Em nhìn thấy thôi. Đang trả lên, đúng rồi, đúng rồi. Bố láo ăn cắp chứ. Ở đâu đấy? Hướng này, hướng này. Nóc 1 này. Rồi, clear luôn em. Nó nằm. Dám chạy tới đây xong nằm ạ. Trời ơi. Cái khẩu súng gắt đi gắn này thấy phê thật đậu phòng. Có băng đạn 60 viên đấy anh. Nhặt được chưa? Nhặt được chưa? À rồi, anh thấy băng đạn 60 viên rồi. Thấy phê quá em ơi. Cần thêm zombie nhiều hơn nữa. Ôi, tí nó ra đây. Anh em mình xử hết rồi đâu nữa. Chưa, đây mới trả đợt. Đợt đầu à? Đợt đầu. Tí nó ra đây. Ủa, thế bắn bọn này cũng hao đạn phết đấy chứ. Anh nhặt mỗi loại 400-500 viên mà cuối cùng hết sạch đấy. Giờ phải vừa bắn vừa nhặt thôi. Ờ. Ui ôi cái gì ấy, cái gì ấy. Ui vai cả nồi ạ. À. Ui lút lút chặt cho anh đúng 1/3 máu luôn này. Đùa máy. Ui trông kìa, trông kìa. Củ cải này nó cầm khiêng to thế. Để trả lụa. Sợ hãi vãi nồi. Ui thôi thôi anh ơi, thôi. Mấy cái thằng quần què này nó ủi ghê vãi. Úi dồi. Quá canh gì ơi. Bắn đầu anh, bắn vào đầu ấy. Trời sáng rồi. Trời sáng cũng là lúc hết đạn luôn.
bao nhiêu con zoom? Em 74, anh bao nhiêu rồi? Anh 6 mấy thì phải, nếu anh nhớ không nhầm. Này mà có shotgun á, ví dụ S nhà 2K ấy, mỗi một thằng một con. Chắc không, chắc không? À quên, mỗi một viên à, mỗi một viên là một con. Anh thấy có khi nhặt súng phun lửa khi ngon. Không biết anh bắn xa thế còn boss nó có mất máu không nhỉ? Vãi nồi. Gần đấy đạn không chết. Chết đi mày. Lại ốp. Vãi cà trưởng ạ. Ngộ đã đốt rồi. Cái bọn chơi cùng mình ở cái map này nó cũng hiền quá. Thành ra là chả có ma nào cả. Bắn phải gặp mấy cái thằng nó kiểu hổ báo ấy. Chơi nó mới sướng. Đây rồi. Một thằng cờ Myanmar. Chỗ anh này. Mấy thằng? Ui dồi ôi, boss em ơi. Boss. Ai đùa. Trời ơi. Ba thằng cuối một team boss luôn ạ. À. Vai trưởng. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích ngợ đầy khả ái và ngây ngất lòng người.